4 Văn Quỳnh 5 Văn Nghĩa. Chúng ta đưa đến đây là 500.000 cân và chúng ta bỏ vào vẫn là đây 3740. Chúng ta các giám định chứng minh hiệp một bắt đầu. Chúng ta sẽ tiếp theo những bài hát của các vị thành viên trong đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Đơn vị nào đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Nhanh chóng.
trong cái này nhất định. Đúng rồi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Đớp đớp. Ba miếp. Cú bị ra cốc tay. Ai? Cú kia bị ra. Ôi đôi đánh mấy trận rồi nhỉ, đánh trận đầu tiên là mơ màng luôn, trận đầu tiên mơ màng luôn, đánh mấy trận rồi hả? À, thua một trận còn thắng hai trận, thắng hai trận thua một trận. Đâu ngồi góc kia kìa. Thank you.
tôi đi học hỏi những cái tiếp tục thực hiện Trận thứ 17,
Bây giờ cho tao ấy nhỉ.
chuẩn bị ngay em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được phép rồi. Đau chân rồi. Bay luôn. Mình sang đỏ bên này. Hai người
Hiếu ơi, Hiếu! Hiếu!
Rồi, rồi, rồi. Chơi luôn. Đáp nổ nổ luôn. Ăn chậm. Thằng kia bắt đầu chân tập dậy ấy rồi à. Nó yếu rồi em. Nó hết sức rồi, nhìn nó đi lại. Đi không vững thế này. Hết pin chưa? Không. Hết pin rồi, nó sẽ hết pin rồi. Cứu chân nó mà chơi. Cứu chân nó mà chơi. Tốt. Nó thở rồi. Tốt lắm. Thủ nào, tay thủ đâu. Tấn công dồn dập luôn. Cứu viên này. Không phải rồi. Ôi, mấy lâu đấy, mấy phút rồi. Hai bên giờ đang điếu rồi. Tay phải giật ra. Dừng rồi. Bỏ đây. Đang chậm luôn. Bật xuống. Hết phải pin rồi, ông kia giữa rồi. Xuống lên, cố lên, hít sâu vào đều. Hiếu ơi, giật cái tay phải của em về. Mắc nó, chơi mắc, đúng rồi. Tốt rồi, đuối rồi, nhưng mà ôm được là được. Tốt rồi, lúc này ôm lấy điểm thôi. Nó áp dụng được chiến thuật, lấy được điểm của nó. Đấm đi. Rồi, vào đây. Tuyệt quá anh ơi. Rồi. Thank you.
Ta nói tiếp tục. Chuyện gì lên này? Đi lộ đỉnh bỏ đến đài là sướng, là lo. Ngày hôm nay hôm còn là hai và đối thủ nhiều hơn. Hai người đấy, hai người nhà mình đấy. Hai người nhá. Đây nó bảo đây người nhà mình đấy.
Tư tưởng thoải mái vào. Hôm nay chị vừa mới dứt câu được uống cả đá rồi, tối thì mình uống được. Ấy em vừa mới dứt câu chứ, thầy gọi lên luôn. Với lại biển, với lại biển. Chờ đâu.
Em ngủ đi. Mà nó vào đây. Chuẩn bị em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa cả cái hội trường có ghế ngồi nữa không? Rồi. 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 Rồi.
chưa? Đó.
riêng nhà mình là trận nào có hết. Ông chủ nhật tháng chủ nhật mà tháng nhật xong rồi tháng nhật làm bữa tập bữa không quân mai tập Thank you.
đầu nơi luôn, đứt đầu một nơi, người luôn. Hai người chụp, hai người, ba người chụp. Thank you.
đồng là thể lực đấy. Này thằng nào khỏe, đổ thể bền lực tốt và thang nghiệp 2 đánh. Thể lực quan trọng nhất, những cái kỹ thuật tấm quàng. Vera. Hân, 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 hân